Hôm nay Vua Xe xin đánh giá mô hình xe cứu thương. Giới thiệu qua thì chúng tôi sẽ tặng một bác sĩ này, một cặp dụng cụ này, một y tá này, một bệnh nhân này, và đây là một cáng để vận chuyển bệnh nhân. Đó. Chiếc xe cứu thương này thì có còi hú chuyên dụng. Mọi người nhìn xem còi hú về cụm đèn ở trên nóc sẽ sáng xanh, và cụm đèn pha thì cũng sẽ sáng nhấp nháy. Chúng ta thể mở được capo này. Đây là logo của Mẹc này. Đó. Cửa trước thì mở được cửa trước. Đây là cụm vô lăng. Đây là hàng ghế của người lái và người phụ. Cửa bên sau thì là cửa trượt. Đó. Đóng lại này. Cửa đằng sau thì sẽ mở dạng kiểu hai cánh nhé. Bên trong nội thất này, sơ qua thì có bình oxy, bình cứu hỏa. Bình oxy, bình cứu hỏa. Vậy đây là khay tủ đựng dụng cụ đấy. Đây là hàng ghế ngồi chờ. Đây là khi chúng tôi mở trượt ở bên hông. Đó.